Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã yêu thương và tạo dựng nên con người có nam có nữ. Thiên Chúa liên kết người nam, người nữ để hai người hướng về nhau, yêu thương nhau và trở nên một. Và Chúa Giêsu đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Đời sống gia đình như là quà tặng, một kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Nhưng để có được một gia đình hạnh phúc, thì chúng ta hãy để Thiên Chúa hiện diện nơi gia đình chúng ta, như gia đình Marta và Maria đã đón tiếp và lắng nghe lời Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, người luôn yêu thương chúng ta và ban những điều tốt nhất, phù hợp nhất cho chúng ta. Gia đình chính là một trong những quà tặng, là hạnh phúc của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển với đầy đủ các phương tiện thông tin. Chúng ta lướt web, lướt Facebook, thấy người ta khoe mẽ nhiều thứ, làm cho chúng ta xem đó là cuộc sống hạnh phúc, đáng ước ao. Và rồi vô tình chúng ta bị cuốn theo cuộc sống ảo của xã hội này. Chúng ta hãy nhìn lại để thấy rằng Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có một gia đình. Đó là hạnh phúc mà mình đang có. Đừng để sự hạnh phúc của chúng ta bị cuốn theo giá trị ảo của cuộc sống, nhưng hãy cảm tạ và sống với món quà của Thiên Chúa ban cho. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho chúng ta một gia đình, cho dù gia đình chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn về vật chất. Nhưng nơi đó luôn có những người yêu thương và đón nhận ta vô điều kiện. Trên đường đời, lúc chúng ta gặp thất bại thì gia đình luôn là điểm dựa tinh thần, là nơi bình yên để ta quay về giữa một xã hội xô bồ và đầy biến động này. Cho dù cuộc sống có quay lưng với chúng ta, nhưng gia đình vẫn luôn yêu thương đón nhận chúng ta. Gia đình là quà tặng cao cả của Thiên Chúa, nên chúng ta đừng hời hợt mà hãy trân trọng và gìn giữ nó. Trong một xã hội với đầy rẫy sự cám dỗ về danh vọng, tiền tài thì gia đình rất dễ đổ vỡ, nên chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu yêu với tình yêu vô điều kiện. Chúng ta hãy mời Chúa đến và hướng dẫn đời sống gia đình chúng ta, để chúng ta biết yêu thương, tha thứ, hy sinh cho nhau và biết lấy nụ cười hạnh phúc của các thành viên trong gia đình làm hạnh phúc của chính mình.